Xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2022, chương trình có các nội dung đáng chú ý sau đây. Khảo sát việc thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá thành phố Cần Thơ triển khai tốt nhiều chính sách giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Thành phố Cần Thơ xúc tiến dự án chống ngập hoàn chỉnh, khắc phục tình trạng ngập nghẹt, đảm bảo ngăn triều, xả lũ. Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ được công nhận ISO 15189-2012 cho khoa xét nghiệm di truyền học, khẳng định chất lượng chẩn đoán điều trị bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều nay, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương khảo sát việc thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 11 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 10 năm qua, nghị quyết số 09 đã thực sự đi vào cuộc sống và trở thành kim chỉ nam cho thành phố Cần Thơ trong triển khai định hướng phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chương trình kế hoạch để cụ thể hóa sát hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của thành phố. Giai đoạn 2011-2021, thành phố có 13.047 doanh nghiệp thành lập mới. Trung bình mỗi năm có trên 1.200 doanh nghiệp mới tham gia thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố hầu hết ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Trình độ khoa học công nghệ, năng suất lao động còn thấp nên năng lực cạnh tranh yếu. Chất lượng nguồn lao động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng công nghệ thiết bị hiện đại. Phát biểu kết luận, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An ghi nhận một số kết quả mà Cần Thơ làm được trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, như Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã lồng ghép cụ thể hóa nhiều nhiệm vụ về phát triển cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong các nghị quyết về phát triển các lĩnh vực kinh tế của thành phố. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng đội ngũ doanh nhân, nhất là trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Ban hành và triển khai nhiều chính sách giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp doanh nhân. Vai trò của đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân tiếp tục được phát huy. Các doanh nghiệp từng bước phát triển về số lượng và quy mô, góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, trong sáng nay 16 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Kajima Development, liên doanh giữa Indochina Capital, nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, và tập đoàn Kajima, một trong những nhà thầu xây dựng và phát triển bất động sản tại nước ngoài lớn nhất của Nhật Bản, long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng khách sạn Queen, trung tâm Cần Thơ, tại số 14 Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và dự lễ khởi công có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; ông Trần Diệu Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo một số sở ngành. Khách sạn Queen được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tận dụng tối đa không gian và vị trí trung tâm Cần Thơ với 238 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ trong tòa tháp 19 tầng. Tổng diện tích xây dựng của khách sạn khoảng 12.700 m2. Queen Hotel là thương hiệu thể hiện đúng tinh thần Việt Nam và tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành du lịch khách sạn. Queen Hotels có cách tiếp cận táo bạo với khái niệm sang trọng tầm trung, thương hiệu hướng đến những du khách hiện đại, khao khát trải nghiệm những điều mới mẻ và mang đến cho du khách những trải nghiệm đẳng cấp gắn liền với các điểm đến của địa phương. Thành phố Cần Thơ thì nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, điểm du lịch trọng điểm đối với du khách trong nước và quốc tế, nhờ có mạng lưới sông ngòi rộng lớn và bề dày văn hóa, lịch sử. Sau khi hoàn thiện thì khách sạn Queen trung tâm Cần Thơ sẽ tạo ra một chuẩn mực mới cho ngành du lịch và lưu trú của thành phố, đáp ứng nhu cầu về một khách sạn mang tiêu chuẩn quốc tế tại địa bàn. Với tầm nhìn dài hạn và cam kết đầu tư vững chắc vào thị trường du lịch khách sạn tại Việt Nam, Indochina Kajima đã công bố kế hoạch phát triển và đưa vào hoạt động 20 khách sạn trong vòng 5 đến 7 năm tới. Khách sạn Queen trung tâm Sài Gòn được khai trương vào năm 2021. Hai khách sạn Queen tại Đà Nẵng sắp hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động lần lượt vào quý 4 năm nay và quý 2 năm sau. Song song với đó, tiến độ xây dựng khách sạn Queen Tuy Hòa và khách sạn Queen Hải Phòng
đang được đẩy mạnh với mục tiêu đi vào hoạt động lần lượt vào quý 1 năm 2024 và quý 1 năm 2025. Indochina Kajima có kế hoạch phát triển các khách sạn Queen tại Hà Nội, Bình Dương và Vũng Tàu, sau đó là khách sạn thứ hai của Queen tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân. Ông Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì buổi khảo sát. Tiếp đoàn có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Các đại biểu đã làm rõ và đề xuất những nội dung về cơ chế bảo đảm tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước đối với các cơ quan tư pháp, về tăng cường vai trò trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong việc phối hợp giữa các cơ quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm, về tăng cường vai trò trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, tăng cường trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng. Ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ghi nhận các ý kiến của đại biểu. Đây sẽ là cơ sở để đoàn khảo sát tham mưu đề xuất các nội dung cải cách tư pháp trong Viện Kiểm sát Nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Thưa quý vị, hoạt động khoa học công nghệ của thành phố Cần Thơ thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước khẳng định vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc vào chiều nay nhằm khảo sát kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp đoàn và đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tính đến năm 2020, giá trị sản phẩm và ứng dụng công nghệ cao của thành phố đạt trên 30%. Tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị giai đoạn 2014-2021 đạt hơn 13%. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Thành phố cũng tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, nghiên cứu tìm kiếm công nghệ phù hợp để chuyển giao ứng dụng trong các lĩnh vực như xây dựng đô thị, phát triển nông thôn, chế biến bảo quản sau thu hoạch nông thủy sản, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết số 20, đồng thời mong muốn những đề xuất kiến nghị của thành phố sẽ là cơ sở để thời gian tới, Trung ương có những điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp thực tiễn giai đoạn mới. Thông tin liên quan đến y tế. Thưa quý vị, trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 cả nước có xu hướng tăng trở lại. Tình hình trên đòi hỏi ngành chức năng, chính quyền các cấp và người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là những thông tin liên quan đến việc cách ly điều trị đối với các trường hợp nhiễm bệnh. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong 14 ngày qua, thành phố ghi nhận 56 ca mắc COVID-19, tăng 27 ca so với 14 ngày trước. Và vấn đề đặt ra hiện nay là khi có dấu hiệu nhiễm COVID, người dân cần xử trí như thế nào? Ngành y tế cũng đã có cái quy định, người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ thì có thể là tự test hoặc là đến trạm y tế để đề nghị là được hỗ trợ. Thì ở trạm y tế thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo cơ sở để mà thu dung, hướng dẫn cho bệnh nhân. Nếu như trường hợp là ở mức độ nhẹ thì có thể là hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc, điều trị tại nhà và theo dõi qua hình thức là điện thoại hoặc là qua các cái tổ lưu động, trạm y tế lưu động. Trường hợp mà bệnh nhân mà có diễn biến thì là cơ sở cũng giới thiệu đến các cái bệnh viện. Riêng đối với những trường hợp người bệnh là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành y tế khuyến cáo như sau. Cán bộ, công viên chức hay nói là các cái đối tượng mà làm việc thì cũng theo quy định thì cũng được cái chế độ chính sách là nghỉ ốm. Nếu được cơ quan, cơ sở y tế xác nhận trường hợp này được nghỉ ốm thì vẫn được nghỉ ốm. Đương nhiên đối với Covid thì theo cái chỉ định là ta phải cách ly. Và cái cách ly hiện nay thì nó cũng rất là nhẹ nhàng. Đó là ta tự cách ly tại nhà để hạn chế cái sự lây lan cho người nhà mình và cho cộng đồng. Thì đối với cái bệnh Covid thì cần phải cách ly. Đó là quy định. Hiện thành phố còn 105 ca mắc Covid-19 đang được theo dõi cách ly và điều trị. Trong đó có 35 ca đang điều trị tại bệnh viện. Thời gian qua, thành phố chỉ đạo tăng cường tiêm vaccine cho người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2 đối với người trên 18 tuổi vẫn chưa đạt như mong muốn.
các cái điểm tiêm thì đang được duy trì và thực hiện đúng theo cái quy định. Thứ hai nữa là các đối tượng tiêm thì cũng được triển khai nhiều cái văn bản. Tuy nhiên thì cái lượng tiêm thì thấp. Lý do là gần đây thì người dân đã có cái tâm lý chủ quan, điều đó thể hiện rất rõ là khi cán bộ y tế vận động hoặc là cán bộ của địa phương vận động thì họ từ chối, họ tham gia. Có những người tiêm những loại VeoCell, tiêm 3 mũi thì nghĩ mình đã tiêm đủ, nhưng thật sự là VeoCell và Abdala là cái liều cơ bản, đó là phải là 3 mũi trở lên thì mới đảm bảo cái liều cơ bản. Do đó thì sau khi ta đã tiêm liều cơ bản thì ta phải tiếp tục tiêm liều bổ sung. Cùng với duy trì mô hình điều trị tháp 3 tầng, đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi, ngành y tế thành phố và các quận huyện còn thực hiện việc xét nghiệm giám sát trọng điểm nhằm phát hiện sớm COVID trong cộng đồng theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chương trình tiếp tục với thông tin về Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022 khai mạc vào sáng nay tại Trung đoàn Bộ binh 932. Hội thao do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức. Dự lễ khai mạc có Đại tá Trần Đông Hán, chuyên viên cao cấp vụ giáo dục quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban tổ chức hội thao, đại diện các sở ban ngành cùng với 39 đoàn vận động viên đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Hội thao lần này có sự tham gia của 345 vận động viên đến từ 32 trường trung học phổ thông và 7 trường thuộc khối cao đẳng trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 10 nội dung như hiểu biết chung về giáo dục quốc phòng và an ninh, điều lệnh đội ngũ tiểu đội, đội ngũ từng người không có súng, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương, bắn máy bắn tập MBT-03, ném lựu đạn xa trúng đích, tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK, các tư thế động tác vận động trong chiến đấu, bắn đạn thật súng tiểu liên AK, chạy vũ trang 800m. Hội thao là dịp để Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ sở giáo dục đánh giá toàn diện về chất lượng dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giữa các trường trên địa bàn thành phố. Hội thao diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 9 năm 2022. Quý vị thân mến, sau 2 tháng thi công, cầu Mương Ngang 2 ở ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền đã được khánh thành với tổng kinh phí xây dựng 960 triệu đồng do quỹ chung tay vì an toàn giao thông của báo giao thông tài trợ và vốn đối ứng của huyện. Đến dự lễ khánh thành vào sáng nay có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ban An toàn giao thông thành phố, lãnh đạo huyện Phong Điền và nhân dân địa phương. Công trình cầu có chiều dài 30m, rộng 3,5m, cấu trúc bê tông cốt thép, tải trọng 2,5 tấn. Cây cầu nối hai tuyến đường Mương Ngang dài 4 km do huyện đầu tư xây dựng trước đó. Thông tuyến đường giáp ranh với huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng nông sản được dễ dàng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ngoài tài trợ xây dựng cầu, quỹ chung tay vì an toàn giao thông còn trao tặng 3 căn nhà cho các gia đình ở huyện Phong Điền có nạn nhân bị tai nạn giao thông. Và cũng liên quan đến giao thông, thưa quý vị, dự án BOT Cai Lậy tỉnh Tiền Giang sẽ thu phí thử vào ngày 20 tháng 9 và chính thức thu phí trở lại từ ngày 7 tháng 10 năm 2022. Thông tin vừa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết. Theo đơn vị này, hiện nhà đầu tư đã hoàn thành sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa. Cả hai trạm thu phí trên tuyến tránh và quốc lộ 1 hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị thu phí không dừng, hoàn thành công tác vận hành chạy thử đơn trạm, liên trạm và kết nối, đảm bảo trạm thu phí có 6 làn thu phí tự động không dừng và 2 làn thu phí hỗn hợp. Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang đã báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam danh sách các phương tiện đủ điều kiện miễn giảm của đợt 1 với hơn 1.300 phương tiện. Trong thời gian thu phí, doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang, các huyện thị kịp thời thực hiện miễn giảm theo quy định. Quý khán giả thân mến, do địa hình thấp nên hầu hết các tuyến đường trong thành phố Cần Thơ đều bị ngập vào những đợt nước lên hay là mưa lớn kéo dài. Và mặc dù các quận nội ô cũng đã đầu tư kinh phí để thực hiện việc cải tạo hệ thống cống, tuy nhiên thì vẫn chưa có sự thay đổi căn cơ. Do đó, với dự án chống ngập hoàn chỉnh do Ban Quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ đang triển khai sẽ khắc phục được tình trạng vốn gây nhiều khó khăn trong đi lại sinh hoạt của người dân thời gian qua. Trung tuần tháng 9, gói thầu CT3 BVK 1.8
xây dựng âu thuyền cái ghế thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng ứng phó của đô thị do Ban Quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư với giá trị thực hiện gần 440 tỷ đồng được triển khai. Đây là niềm mong mỏi của người dân, bởi khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết vấn đề ngập nghẹt nhiều năm của thành phố, đồng thời kiến tạo mỹ quan đô thị theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Ban cũng thúc đẩy nhà thầu, thứ nhất là tập trung nhân lực thiết bị, thứ hai nữa là khi đủ điều kiện thì sử dụng cái biện pháp là tăng ca để đảm bảo để thời gian cho nó phù hợp cũng như đảm bảo lại thời gian thực hiện dự án. Và song song đó thì ban cũng làm việc thường xuyên với tư vấn giám sát để kiểm tra về cái tiến độ cũng như về chất lượng công trình. Để việc thi công gói thầu âu thuyền cái khế sớm hoàn thành theo kế hoạch, các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, phương tiện trên công trình. Vì là công trình thủy lợi nên là trong quá trình thi công sẽ phụ thuộc vào các vấn đề về thời tiết như là nắng mưa rồi thủy triều. Nhà thầu đã tập trung huy động nhân lực thiết bị để cố gắng thực hiện dự án đúng theo tiến độ đề ra. Cũng với gói thầu này, gói thầu âu thuyền Hàng Bàng được xây dựng trên rạch Cái Sơn cũng đã hoàn thành hơn phân nửa khối lượng. Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện các hạng mục còn lại để công trình hoàn thành, đảm bảo công tác ngăn triều xả lũ và mỹ quan đô thị vùng lõi thành phố. Hiện tại giờ thì phần cống và âu thuyền Hàng Bàng thì đã hoàn thiện phần chính và dự kiến là cuối tháng 9 này sẽ đưa cửa van về để hoàn thiện hạng mục cơ khí và thủy lực. Còn phần cầu thì đã hoàn thiện xong kết cấu phần dưới và cuối tháng 9 này kế hoạch là cuối tháng 9 này cũng nao dầm và hoàn thiện kết cấu phần trên. Còn về các công trình phụ trợ và các hạng mục đường kè và đường dẫn vào cầu thì nhà thầu đang triển khai và kế hoạch thì cũng tập trung nguồn lực hết tất cả nguồn lực, máy móc thiết bị và con người là để dự kiến cuối tháng 12 để hoàn thành. Âu thuyền đã làm thì nói chung là dân ta rất là phấn khởi, người ta rất là đồng tình, ủng hộ. Nhưng mà tới đây thì nếu mà hoàn thành mà cái cống này rồi á, cái cống âu thuyền này rồi với hai cái cống mà gạch cây gừa với gạch cái Phó Thọ rồi đó thì nói chung người dân ở đây rất là an tâm trong cái mùa lũ. Hiện nay kế hoạch thi công các gói thầu xây dựng âu thuyền cái khế và âu thuyền Hàng Bàng đang được đẩy nhanh để khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết cơ bản vấn đề thoát nước, ngăn lũ hàng năm của thành phố. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 64 năm ngày viên tịch của Đức Tông Sư Minh Trí, người khai sáng đạo Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm Ban trị sự Thành hội và một số hội quán của Tịnh Độ Cư Sĩ trên địa bàn thành phố. Đoàn do ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Ban trị sự Thành hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam thành phố Cần Thơ và Hội quán Hưng Định Tự, quận Ninh Kiều, Hội quán Hưng Bảo Tự, quận Ô Môn, Hội quán Hưng Nhất Tự, quận Thốt Nốt. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn các chức sắc chức việc tín đồ đoàn kết tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền mặt trận các đoàn thể phát động, góp phần cùng địa phương xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh giàu đẹp. Và cũng trong sáng nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố chứng chỉ công nhận ISO 15189-2012 dành cho khoa xét nghiệm di truyền học. Đây là một trong ba bệnh viện công lập đầu tiên tại thành phố Cần Thơ đạt chứng chỉ này trong hai lĩnh vực quá sinh và huyết học, được văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng cấp chứng chỉ công nhận. Khoa xét nghiệm di truyền học đạt chứng chỉ ISO 15189-2012 sẽ giúp bệnh viện đảm bảo chất lượng, độ tin cậy, an toàn cho khách hàng và nhân viên khoa xét nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị bệnh. Đây sẽ là cơ sở thừa nhận kết quả xét nghiệm và sử dụng khi cần giữa các bệnh viện, giúp người dân giảm được chi phí và thời gian xét nghiệm. Trong thời gian tới, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tiêu chuẩn này ở cả ba lĩnh vực còn lại, đó là di truyền, giải phẫu bệnh và vi sinh. Từ đó góp phần nâng cao uy tín thương hiệu của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và mang lại hiệu quả cao trong điều trị, chẩn đoán các bệnh lý sản phụ khoa cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, lượng cá tra của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Anh trong tháng 8 có sự tăng đột biến. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP dự báo xuất khẩu cá tra sang Anh sẽ đạt khoảng 67 triệu đô la Mỹ trong năm nay và tăng 30% so với năm rồi. Trong tháng 8,
cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Anh đã đạt 7 triệu đô la Mỹ, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VASEP, nguyên nhân là do lạm phát tại Anh ở mức cao kỷ lục nên tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá trị cao bị hạn chế. Đổi lại, cá tra vẫn giữ được tăng trưởng 16% vì có giá vừa phải. Hơn nữa, Anh bị thiếu cá thịt trắng do lệnh cấm thủy sản từ Nga, nên cá tra trở thành loài cá thay thế trên thị trường Anh. Thêm vào đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng được hưởng lợi thế về thuế quan khi xuất khẩu cá tra sang Anh. Liên quan đến nguồn cung xăng dầu, thì chiều nay, lãnh đạo Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ có cuộc gặp gỡ trao đổi với 15 công ty, cửa hàng bán lẻ xăng dầu về việc cam kết và đảm bảo nguồn cung phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương. 3 tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho sản xuất nông nghiệp ở huyện Cờ Đỏ rất cao. Ngoài việc cung cấp xăng dầu cho các máy nông nghiệp, xe cơ giới vận chuyển hàng hóa, thì huyện cũng phải tăng cường bơm nước cho các cánh đồng, các khu vực bị ngập úng do mùa nước nổi về và triều cường tăng cao. Một số chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho biết, hiện các thương nhân phân phối không cung cấp đủ nguồn nên gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh, chiết khấu thấp. Đại diện một số chi nhánh của đầu mối phân phối thì cho rằng, việc phân bổ nguồn xăng dầu là do phía tổng công ty quyết định nên các đơn vị cũng bị động. Trên cơ sở này, ngành chức năng đề nghị 32 cửa hàng xăng dầu đóng trên địa bàn phải thực hiện cam kết đảm bảo nguồn cung, niêm yết thời gian bán. Đội quản lý thị trường số 2 của thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng. Sở Công Thương thành phố sẽ tổng hợp các kiến nghị thiếu xăng dầu của địa phương và có báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Công Thương xử lý các thương nhân phân phối không cung cấp đủ nguồn cung cho các cửa hàng. Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã đưa, vào ngày 13 vừa qua, các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh và Bình Định đã có buổi xúc tiến quảng bá du lịch với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây được xem là yếu tố quan trọng và là giải pháp thiết thực nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch giữa các vùng miền trong cả nước, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo tinh thần nghị quyết số 08 năm 2017 của Bộ Chính trị. Nếu như Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, thì Ninh Bình và Bình Định được mệnh danh là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh bậc nhất phía Bắc cũng như duyên hải Nam Trung Bộ. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch được xem là giải pháp quan trọng để khai thác ngày càng hiệu quả hơn những tiềm năng du lịch của địa phương. Chúng tôi nghĩ rằng sự liên kết này nó không chỉ có lợi cho Ninh Bình, Quảng Ninh và Bình Định mà nó có lợi cho cả các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Vì chúng tôi cũng mang theo là khoảng gần 80 doanh nghiệp lữ hành ở ngoài Bắc vào. Thế thì có sự tạo ra một cơ hội để kết nối giữa doanh nghiệp, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau trong việc vừa kết nối xúc tiến quảng bá liên kết vùng. Chúng ta ở đây là tạo một cái sân chơi, tạo một cái điểm kết nối. Còn cuối cùng cho doanh nghiệp, nó có hình thành những cái việc liên kết với công chính là doanh nghiệp. Thì hôm nay chúng ta thấy là 170 doanh nghiệp đến, thì cái điều đó là một điều rất là cần thiết. Sau này, đây là những cái anh các chị sẽ tổ chức việc kết nối chúng ta hiệu quả hơn. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, việc tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến điểm đến giữa 3 tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và Bình Định với khu vực đồng bằng sông Cửu Long là việc làm rất sáng tạo và thiết thực. Bởi các địa phương nói trên và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có thế mạnh riêng về tài nguyên du lịch. Vì vậy, khi liên kết sẽ bổ sung làm đa dạng thêm sản phẩm du lịch cho nhau, qua đó mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch của từng địa phương. Quảng Ninh, Ninh Bình và Bình Định cùng với Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long là 4 trung tâm du lịch lớn của cả nước, có nhiều tiềm năng, nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo. Vì vậy, hội nghị là một cái cơ hội, là một cú hích để tạo đà cho các doanh nghiệp vào cuộc, bắt tay kết nối và tạo nên những cái luồng khách mới, tạo nên những cái sản phẩm du lịch mới, những cái kết nối mới. Tôi thấy có ý nghĩa rất lớn là cái sự liên kết giữa các tỉnh thành để phát triển du lịch nội địa và phát triển du lịch quốc tế trong thời gian tới. Mà đặc biệt đối với thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ liên kết với các đơn vị bạn để làm sao đưa sản phẩm du lịch miền sông nước Cửu Long cũng như là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch miệng vườn và du lịch là chăm sóc sức khỏe đến bạn bè của các tỉnh của Việt Nam cũng như là bạn bè quốc tế. Thấu hiểu sản phẩm du lịch nổi trội của nhau để hình thành nên một hệ sinh thái du lịch chung gắn kết giữa các tỉnh thành nhằm tạo nên chuỗi giá trị hiệu quả. Đó cũng là mục tiêu mà chương trình xúc tiến hướng đến. Hy vọng, thông qua các chương trình hợp tác liên kết mang tính chất kết nối vùng miền như thế này,
sẽ vực dậy những tiềm năng du lịch còn tiềm ẩn, góp phần đưa ngành du lịch cả nước sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như nghị quyết đã đề ra. Và thưa quý vị, theo kế hoạch, Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022, hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27 tháng 9 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 23 cho đến ngày 26 tháng 9 tại quảng trường huyện Phong Điền. Ngày hội có 20 hoạt động, trong đó có 6 hoạt động do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức, 3 hoạt động huyện sẽ phối hợp với sở và 11 hoạt động do huyện Phong Điền tổ chức. Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Phong Điền đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của ngày hội trên các trang web, cổng thông tin điện tử, màn hình LED, pano, băng rôn, cờ phướng và phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh. Đồng thời, triển khai tuyên truyền các buổi sinh hoạt hội nghị để thu hút cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhà vườn và người dân đến tham quan. Thưa quý khán giả, nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong học sinh, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, những năm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Và từ cuộc thi này qua các năm dần góp phần thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen trau dồi kỹ năng đọc trong học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một đại sứ văn hóa đọc của thành phố Cần Thơ trong năm học 2021-2022 qua phóng sự ngay sau đây. Anh đã qua 7 non năm nuôi, nay trở về với sông nước lung linh, chiếc ghe chở nổi. Năm 2021-2022 là năm đầu tiên em tham gia đại sứ văn hóa đọc. Và em nhận thấy là nếu mà mình muốn lan truyền một cái gì đó rộng rãi thì phải có hình thức rõ ràng, nội dung dễ hiểu. Cho nên là em đã chọn lại Hò Đối Đáp. Điều này cho chúng ta được hai cái mục tiêu, đó là phát triển văn hóa đọc và giữ gìn phát huy được cái truyền thống văn hóa, một cái loại hình văn hóa dân gian của Cần Thơ. Năm học 2021-2022, vận dụng điệu hò quê tình, một trong ba thể loại hò Cần Thơ được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, em Phạm Thị Minh Thương đã sáng tác bài Hò Khuyến Độc với bối cảnh chợ nổi Cái Răng, cùng với các hình ảnh minh họa cho ý tưởng cài sách để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Bài thi này đã đạt giải trình bày ấn tượng nhất tại cuộc thi. Trong 3 năm học vừa qua thì các em học sinh của trường Trung học cơ sở Lê Bình đã có tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và đạt được các cái thành tích cũng rất là tốt. Đối với em Phạm Thị Minh Thư, học sinh lớp 9A3 trường Trung học cơ sở Lê Bình, thì tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc thì em đã có được một cái kỹ năng, đó là kỹ năng vận động các bạn để tham gia cái việc đọc sách cũng như là đến với thư viện của nhà trường, làm cho cái phong trào đọc sách ở trong nhà trường nó được phát triển nhiều hơn và cái lượt đọc đến với thư viện cũng được nhiều hơn. Bạn Thư thường hay chia sẻ những quyển sách về học tập cũng như là những quyển sách có mang ý nghĩa giúp cho mình học hỏi thêm và rút ra những bài học trong cuộc sống. Con cảm thấy một cái đó là một điều thú vị cho mình, cũng là một cái lợi ích cho mình khi mà mình tìm hiểu và đọc sách. Trước kia thì em ít có đọc sách lắm, nhưng mà từ khi mà các bạn tham gia cuộc thi đó thì em có đọc sách nhiều hơn và em cảm thấy đọc sách nó thú vị hơn. Dạ, phong trào đọc sách là con tuyên truyền qua đường bằng hình thức là miệng, hoặc là con đọc sách ở thư viện, hoặc là trên những chiếc điện thoại di động. Với lại là năm nay con lớp 9 rồi nên có thể là đọc sách để có những kiến thức để cho thi tuyển sinh lớp 10. Khi tham gia cuộc thi thì cái tình yêu sách của mình càng ngày càng lớn hơn và mình hàng ngày luôn dành 10 đến 15 phút để đọc một trang sách thôi. Nhưng mà nó sẽ tạo cho mình được một cái kỹ năng lâu dài, duy trì được trong thời gian dài thì nó sẽ cũng góp phần góp ích cho mình. Và muốn lan truyền với các bạn học sinh là hãy cố gắng đọc thật nhiều sách để có thể biết được nhiều hơn. Mình biết được nhiều hơn cũng là điều vui rồi. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay ngày 16 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.